các bạn, uống nước lá vối là một trong những bài thuốc được nhiều người truyền miệng nhau với nhiều tác dụng chữa bệnh. Thế nhưng, nhiều người phân vân về công dụng thực sự của lá vối với sức khỏe con người. Thậm chí cũng rất ít người biết được cây vối như thế nào, đặc điểm, hình ảnh của chúng ra sao. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác dụng của cây vối với những đặc điểm, công dụng trong điều trị bệnh. Trước khi gặp gỡ diễn giả của chương trình, chúng ta hãy cùng theo dõi một tiểu phẩm ngắn sau đây. Ê bà Di, hỏi cái này coi. Hỏi gì hỏi đi mình đợi. Hôm bữa đi Vũng Tàu với anh Tính đẹp trai phải không? Vui không? Thật vui chứ sao mà. Nó lâu vợ chồng người ta mới được đi chơi mà son máu nè. Trời ơi, quan tâm hỏi xíu làm gì căng vậy? Ờ thì vậy đó, chứ có trách móc gì đâu nè. Ê, ra đó hai người làm gì vậy? Thì làm chuyện đó đó. Mệt quá, chuyện đó là chuyện gì? Bà lớn gì mà rộng, chuyện tắm biển đó. Trời ơi, tắm biển thì nói tắm biển, nói chuyện đó đó. Ai hiểu, người ta đầu óc trong sáng lắm mà nha. À, trong sáng hay trong tối còn chưa biết à. Mới 30 triệu đồng con 12 tuổi hả? À, thì ai cũng có một thời tuổi trẻ, một thời bồng bột. Nhưng mà vậy á, cuộc đời nó mới vui bởi. Mà công nhận nha, bà có nghị lực ghê á. Con nhỏ gì mà cũng đi học tới nơi tới chốn nha, đại học rồi chứ dở à. Gia đình có điều kiện. Thôi bỏ qua chuyện của tôi đi, kể chuyện của bà đi. Mẹ là nhiều chuyện nhất công ty này. Quan tâm chứ có nhiều chuyện gì đâu. Ê, bữa đi biển á. Sao? Ăn đồ biển không? Tôi quýt rồi, tôi ăn đồ biển không có được. Ăn vô các cái môi cũng xinh, tôi dùng những cái đồ kiếm. Đi với anh Tính đẹp trai phải cho chính lâu vừa nướng chứ bà hiểu không? Rồi á, anh Tính đẹp trai ăn á, bà nhìn phải không? Nhìn á, không thấy thèm hả? Thèm trái đất giải một lát thăm cho kia, bà chừng nào luôn. Trời ơi, tội nghiệp hết sức luôn vậy á. Ê, tôi có cách trị gút nè, nghe không? Mà bà chị không nhờ bà chỉ tôi đi. Ê! Gì? Cây son mới mua phải không? Cho xài miếng coi. Chỉ cơ hội nè. Hàng hiệu đó nha. Cơ hội. Nó chơi thôi, thử lòng bà vậy thôi. Chứ thôi để tôi chỉ bà nè. Chỉ xí nè, nó nghe coi cây gút làm sao vậy. Bà biết cái cây lá vối không? Cây gì? Cây lá vối. Không biết luôn á. Để tôi, hôm bữa tôi có chụp hình lại trong điện thoại nè, để tôi đọc cái mô tả cái thông tin cây đó cho bà nghe. Ừ. Cây lá vối á là một loại thực vật có hoa. Ừ. Thân ngọc cỡ vừa. Ừ. Nó cao, nó có thể cao tới 12 tới 15 mét luôn á. Nhưng á, vỏ cây nè có màu nâu đen nè, nứt dọc. Cái cành cây thì tròn hoặc là thỉnh thoảng nó có bốn cái cạnh nhẵn. Còn cái lá hen, cái lá thì hình trái xoan ngược. Cái thót á nhọn ở cái gốc, còn cái mũi á thì nó ngắn và hơi nhỏ ở cái chóp lá một xíu. Còn hai cái mặt lá thì màu xanh nhạt, có đốm nâu, phiến thì dày dai cứng. Nhớ nha, lá nó dài khoảng 9-8 cm thôi. Còn bề rộng thì khoảng 4-8 cm. Cuốn lá thì nó ngắn nhỏ xíu vậy nè, chừng 1-1.5 cm thôi. Cứ gì vậy chứ tôi hình dung được cái lá vối tôi chết liền luôn á. Ừ hen. Hồi đó tôi cũng vậy á, tía tôi mà không chỉ tôi cái hình dạng cái cây lá vối là tôi cũng không biết luôn á. Mà thôi đi, để tôi đi hỏi cho tôi chắc. Bà ơi, bà nói mà cái lá vối chỉ quýt thiệt không? Thiệt chứ sao không thiệt. Bà lấy cái nụ vối nè. Ủa? Hoặc là cái lá sắc sắc sắc. Ủa? Lấy nước uống hàng ngày có thể hỗ trợ được tiêu tích nè, hỗ trợ làm tan cái khoáng chất urit đó. Ủa? Rồi hỗ trợ điều trị bệnh gút. Hỗ trợ hay là điều trị? Hỗ trợ bà ơi, điều trị là bà phải đi gặp bác sĩ. Thôi nha, tôi cũng thích gặp bác sĩ đâu nha, tôi chỉ thích gặp anh Tướng đẹp trai của tôi thôi à. Trời ơi, tối ngày anh Tướng nghe mắt ói hả? Vô duyên hả? Ganh tị hạnh phúc người ta hả?
chồng con đề huệ ganh tị với bà rồi tôi có khỏe hơn được không? Tất nhiên là không rồi. Ừ, biết vậy tốt. Mà nó tiếp công dụng của cái lá giói cho nghe nè. À, tiếp tục đi má, 1 phút 30 giây quảng cáo nè. Lá giói giúp làm giảm mỡ máu. Sử dụng 15-20 nụ gói, hãm lấy nước, dùng uống như nước trà hoặc là nấu hành nước đặc. À, nấu hành nước đặc đó thì bà uống 3 lần trong ngày nha. Cái mỡ máu này là dành cho bà nè, nói tiếp đi. Lá vối giúp lợi tiểu, giải độc. Dùng cái lá vối á, nấu với nước hoặc hãm với nước sôi ha. Uống như trà hoặc là nước giải khát để thanh lọc cơ thể, thanh nhiệt, hỗ trợ đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Ok, tiếp tục. Chữa tiểu đường. Dùng 15-20 gram nụ vối sắc lấy nước, chia thành 3 lần uống trong ngày ha. Hoặc sử dụng một lượng vối vừa đủ, hãm với nước, uống thay trà. Ok luôn, tiếp nữa. Cây lá vối giúp... Ủa, tôi đâu phải cái máy đâu mà. Bà điều khiển sao điều khiển? Mệt rồi, nghỉ nấu đi. Thì bà nói tiếp cho tôi nghe đi. Nói công dụng cây lá vối thì phải nấu cho luôn lưu ý, chú ý sử dụng rồi. Chết người như chơi rồi nha. Ủa, tôi đâu phải đốc tờ đâu. Muốn biết á thì đi hỏi bác sĩ đi. Nói bác sĩ tôi mới nhớ, tôi hẹn với bác sĩ bữa nay nè, giờ này luôn nè. Chi vậy? Có con bé hả? Nhí sợ chí hả? Thì chị bệnh quốc đó, bà nội với bác sĩ bên đi học của tiền nè. Để qua đó tôi hỏi luôn công dụng thì nó tốt nha. Ừ, vậy đi. Để bác sĩ đợi. Ok. Thì ngay về liền. Đi. À, thưa bác sĩ, với chủ đề của chương trình hôm nay là cây lá vối, đầu tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ những thông tin cơ bản về loại cây này để Khánh Trình cũng như quý khán giả được rõ hơn được không ạ? Cây vối thì mình có thường thì có thể gọi là cây vối thuốc hay là cây thù lụ. Cây vối thường ở trong miền Nam thì ít nhưng mà miền Bắc thì rất là nhiều. Khi mình đi công tác thì thường ở ngoài miền Bắc người ta hay đãi mình trà lá vối. Thì trong miền Nam vẫn trồng được. Thì cây vối có thân cao khoảng 10-12 mét, và thân có màu nâu, lá thì lá hình xoan. Thưa bác sĩ, cây lá vối dùng để điều trị gút hay là mình chỉ dùng nó để hỗ trợ điều trị bệnh gút thôi ạ? Cây vối thì nó có tác dụng làm đào thải các axit uric trong máu, thì nó làm giảm các axit uric trong máu, do đó là nó chỉ cũng nói chung là hỗ trợ phần nào để điều trị bệnh gút. Chứ không phải là mình bắt buộc là điều trị bệnh gút, do đó là mình cũng phải theo hướng dẫn của bác sĩ để điều trị bệnh gút. Và trong tiểu phẩm vừa rồi thì Khánh Trình thấy các nhân vật có nhắc đến cây lá vối có công dụng là làm giảm mỡ máu, thì không biết là có công dụng này hay không ạ? Lá vối thì nó có chứa beta để nó làm giảm cái cholesterol trong máu, do đó nó sẽ giảm mỡ trong máu, do đó là mình có thể uống lá vối hàng ngày, thí dụ như là hoặc là nụ vối cũng được. Nụ vối thì mình có thể sử dụng khoảng 20 gram và nấu uống nước trà mỗi sáng, trưa, chiều, ngày 3 lần. Còn đối với những cái công dụng như là chữa được bệnh tiểu đường, rồi lợi tiểu, rồi giải độc, các nhân vật cũng có nhắc đến, thì không biết có những cái thông tin nó có chính xác hay không bác sĩ? Nói chung là cái lá vối thì nó cũng hỗ trợ đào thải cái làm giảm cái đường trong máu. Thì do đó là ví dụ như mình có thể dùng lá hoặc nụ thì mình nấu nước uống. Ngoài ra thì nó có lợi tiểu, giải độc, thì uống thể giống như là uống nước mát hàng ngày được. Dạ. Qua chia sẻ bác sĩ thì rất là nhiều những công dụng rồi. Thì không biết là nó còn có thể là điều trị những cái bệnh nào khác nữa không bác sĩ? Thường thì nó giúp tiêu hóa tốt. Do đó là ví dụ như những cái ăn đầy bụng chướng hơi rồi đó, thì người lớn tuổi thì thường hay dùng lá vối để nấu nước uống để cho mình mau tiêu thức ăn. Hoặc là khi những đứa bé mà có rơm sảy á, thì mình nấu nước để tắm em bé. Những cái bệnh như viêm đại tràng thì cũng có thể uống điều trị cái khi mình dùng lá vối. Ngoài ra thì lá vối cũng có thể điều trị lợi sữa. Những cái người phụ nữ mà người ta sinh con á, xong á, thì mình có thể uống lá vối để tăng tiết sữa. Dạ. Qua chia sẻ của bác sĩ thì Khánh Trình thấy là cây lá vối có rất nhiều công dụng. Trước đây thì Khánh Trình chỉ nghĩ là mình dùng nó để nấu nước uống thôi chứ. Sẵn đây thì bác sĩ có thể lưu ý thêm những cái trường hợp nào chúng ta sử dụng cây lá vối mà có những cái cần những cái lưu ý gì thêm á. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm được không ạ? Lá vối nó làm tăng cái
tiêu hóa thức ăn. Do đó là khi mình dùng lá vối thì mình nên dùng cái lúc mình đã no rồi. Thường thì khi đói thì mình dùng lá vối, mình nấu nước đặc quá thì sẽ bào bọt, bào tử. Hoặc là những trường hợp mà gầy yếu quá thì cũng nên hạn chế dùng lá vối. Với lại mình dùng cũng liều lượng là nó vừa thôi, tức là cũng dùng sáng trưa chiều thôi. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WHA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WHA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WHA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng.
tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.